cũng không nhớ rõ, nhưng nghe mẹ kể là lúc 3 tuổi thì mẹ cho đi múa. Mẹ là cái người mà truyền cảm hứng múa lại cho mình. Tới khi mà được mọi người khen là cũng có năng khiếu thì tới năm 11 tuổi mẹ cho vào học ở trường múa thành phố Hồ Chí Minh hệ 7 năm. Người thành công chính là cái người có số lần thất bại nhiều hơn tất cả những người còn lại. Tức là đừng có ngần ngại là sợ thất bại hay gì hết, cứ thử đi, tại vì từ đó mình sẽ lấy được kinh nghiệm hoặc là mình học được cái gì đó. Tuổi trẻ mà cứ bay đi.